Rất vui mừng được gặp lại các em trong khóa học của cô Hà Nguyên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài 8, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Vậy thì tính chất này nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở mục đầu tiên. Giống như tên bài luôn, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Và đầu tiên chúng ta sẽ đi xử lý câu hỏi 1. Hỏi 1. Cho tỷ lệ thức 2/4 bằng 3/6. Hãy so sánh các tỷ số 2+3 trên cho 4+6 và 2-3 trên cho 4-6 với các tỷ số trong tỷ lệ thức đã cho. Vậy để so sánh được các tỷ số này thì chúng ta sẽ phải đi tính nó, đúng không? Đây, ta có 2+3 trên 4+6. 2+3 thì bằng 5, 4+6 thì bằng 10. Nó sẽ bằng 5/10, đúng không? 5/10 chưa phải là phân số tối giản. Bởi vì sao? Bởi vì cả 5 và 10 đều chia hết được cho 5. 5 chia 5 được 1, 10 chia 5 được 2. 1/2 tối giản chưa? Tối giản rồi. Đấy, tiếp theo 2-3 trên cho 4-6. 2-3 thì bằng âm 1, 4-6 thì bằng âm 2, đúng không? Âm với âm chính là dương, được 1/2. Ngoài cách giải thích này thì chúng ta có thể hiểu là âm 1 của mình chính là bằng âm 1 nhân với 1, đúng không? Âm 2 thì cũng sẽ bằng âm 1 nhân với 2. Âm 1 với âm 1 rút gọn cho nhau, ta được 1/2. Đấy. Tiếp theo chúng ta tính lên tỷ lệ thức này. 2/4 của mình có phải là bằng 3/6 và bằng 1/2 không? 2 và 4, 2 chia 2 được 1, 4 chia 2 cũng được 2. Tương tự 3 chia 3 bằng 1 và 6 chia 3 bằng 2. Đấy, vậy được bằng 1/2. Thì từ đây ta suy ra được cái gì? Ta suy ra được là 2/4 bằng 3/6 và bằng 2+3 trên cho 4+6 và cũng bằng 2-3 trên cho 4-6, đúng không? Bởi vì các tỷ số này đều bằng 1/2, đúng không? Đều bằng 1/2 mà. Đấy. Vậy so sánh xong chưa? So sánh xong rồi, xong hỏi 1. Người ta yêu cầu mình so sánh các tỷ số này với các tỷ số đã cho trong tỷ lệ thức. Thì tất cả các tỷ số này và các tỷ số đã cho đều bằng nhau và đều bằng 1/2. Ok, xong hỏi 1. Vậy tại sao người ta sẽ phải đưa ra câu hỏi 1 này để làm gì? Để người ta đưa ra được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau như thế này. Đây, người ta đã chứng minh ở đây. Cho tỷ lệ thức A trên B bằng C trên D. Và gọi giá trị chung của các tỉ số đó là K. Có nghĩa là A trên B bằng C trên D và bằng K. Từ đây ta suy ra sẽ được A bằng K nhân B hay là B nhân K, đúng không? Và C cũng sẽ bằng D nhân K, nhân chéo lên, hay là K nhân D, đúng không? Thì ta thay vào A cộng C, thay A thì bằng KB và thay C thì bằng KD. Trên cho B cộng D giữ nguyên giúp cô ở đây. K ở đây là gì? K là thừa số chung, thì ta đem anh K này ra ngoài, đúng không? Chính là bằng K nhân với mở ngoặc B cộng D ở trong ngoặc. Đây, B cộng D, dưới mẫu cũng có B cộng D thì ta rút gọn cho nhau, được kết quả là K. Vậy, tương tự như thế, chúng ta cũng tính cho tỉ số A trừ C trên B trừ D cũng bằng K. Vậy, từ 1, 2 và 3, 1 là tỉ thức đã cho ban đầu này, cũng bằng K. 2, đây, anh này, anh 2 này cũng bằng K. Đấy, thì ta suy ra được dãy tỉ số bằng nhau là A phần B bằng C phần D, bằng A cộng C trên B cộng D, bằng A trừ C trên B trừ D. Với B phải khác D và B phải khác trừ D. Tại sao? Tại vì anh B cộng D này anh ở dưới mẫu và B trừ D này cũng ở dưới mẫu, cho nên nó sẽ phải khác không, đúng không? Đấy, B cộng D khác không chính là B khác trừ D, và B trừ D khác không chính là B khác D. Ok chưa? Vậy thì từ một tỷ lệ thức như này ta có được một dãy tỉ số bằng nhau. Đây, các tỉ số này bằng nhau thì người ta gọi là dãy tỉ số bằng nhau, đúng không? Đấy, ta có dãy tỉ số bằng nhau này. Từ tỉ lệ thức
A trên B bằng C trên D. Ta có dãy tỉ số bằng nhau là A trên B cũng tiếp tục bằng C trên D và bằng A cộng C. Mẫu tử thì cộng tử thì trên cho mẫu thì phải cộng mẫu. A cộng C trên B cộng D. Và A trừ C lấy tử trừ tử. Hai tử của hai tỉ số này trừ nhau thì hai mẫu của hai tỉ số này cũng phải lần lượt trừ nhau, lấy B trừ D. Và phải thỏa mãn là các mẫu số ở đây có nghĩa là B khác trừ D và B khác D. Được chưa? Đấy. Vậy từ tỉ lúc này ta có được dãy tỉ số bằng nhau như thế này. Và dãy tỉ số bằng nhau này giúp chúng ta rất nhiều trong việc giải quyết các bài tập. Lát nữa sang phần bài tập thì cô sẽ hướng dẫn cho các em để áp dụng được như thế nào, hay là chọn cái tỉ số nào cho phù hợp để áp dụng với từng bài. Được chưa? Đấy. Vậy thì ngoài cái tỉ số bằng nhau cho hai, đây tổng của hai số hay là hiệu của hai số này, thì chúng ta còn mở rộng ra cho tỉ số bằng nhau của ba số hay là bốn số. Đấy, ở đây chẳng hạn như từ dãy tỉ số bằng nhau A phần B bằng C phần D bằng E phần F. Ví dụ như đây A phần B bằng C phần D thì ta gọi là tỷ lệ sức, tỷ lệ thức, đúng không? Còn thêm bằng E trên F thì nó là các tỉ số rồi. Nó không phải là đẳng thức của hai tỉ số nữa thì nó không được gọi là tỉ lệ thức, mà chúng ta sẽ gọi là dãy tỉ số bằng nhau, đúng không? Đây, từ 3 tỉ số trở lên thì ta gọi là dãy. Thì từ dãy tỉ số bằng nhau này ta cũng sẽ suy ra là A phần B bằng C phần D bằng E phần F, hữu nguyên cái này. Và bằng A cộng C cộng E, có nghĩa là các tử số cộng lại cho nhau thì sẽ phải trên các mẫu số cộng lại cho nhau là B cộng D cộng F. Và tiếp tục bằng A trừ C cộng E trên cho B trừ D cộng F. Đây, lấy trừ ở đây thì đồng nghĩa tương ứng với trên này cũng phải là trừ. Đây là cộng thì đây cũng sẽ là cộng, được chưa? Và phải giả thiết là mình là gì? Là các mẫu số này đều có nghĩa hay là các tỉ số đều có nghĩa? Có nghĩa khi nào? Có nghĩa khi mẫu này nó sẽ phải khác công, khác không, đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta có được như sau. Từ dãy tỉ số bằng nhau, cô mở rộng ra thêm cho các em nhé. A trên B bằng C trên D bằng E trên F này. Suy ra, ngoài A phần B bằng C phần D bằng E phần F bằng tổng của A cộng C cộng E trên cho B thì sẽ phải cộng D cộng F, đúng không? Bằng A trừ C cộng E trên cho B trừ D cộng F. Đấy, ngoài việc này ra thì nó cũng sẽ bằng A trừ C trừ E trên cho B trừ D trừ F. Trên này trừ thì dưới này cũng là trừ, ở đây trừ thì tương ứng cũng phải là trừ. Và nhớ giúp cô là tỉ số này phải có nghĩa, được chưa? Và nó cũng sẽ bằng A cộng C trừ E và bằng B cộng D trừ F, nhớ chưa? Ở trên này là cộng thì đây cũng là cộng, ở trên này là trừ thì đây tương ứng sẽ phải là trừ. Nhớ là nó sẽ phải tương ứng với nhau, nhớ chưa? Đấy. Vậy thì từ một dãy tỉ số bằng nhau chúng ta nhớ có các tính chất như thế này: cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu, trừ thì chỗ nào có trừ thì mình thay là trừ, nhớ chưa? Đấy. Ok, vậy thì chúng ta đã nắm rõ được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau chưa? Nắm được rồi nhá. Lát nữa sang phần bài tập cô sẽ củng cố thêm. Và bây giờ thì có một số chú ý nhỏ nhoi cho phần tính chất của dãy tỉ số bằng nhau này. Đấy, chú ý đầu tiên là khi ta có dãy tỉ số A trên 2 bằng B trên 3 bằng C trên 5 thì ta nói các số A, B và C lần lượt tỉ lệ với các số 2, 3 và 5. Đây, A thì đi với 2 ở đây, B thì đi với 3 ở đây, và C thì đi với 5, đúng không? Và ngoài cách viết A phần 2 bằng B phần 3 bằng C phần 5 thì ta cũng viết là A chia B chia C bằng 2 chia 3 chia 5, đúng không? Đấy, đây là cách nói thành lời, đây là các cách viết, được chưa? Ok nhá. Vậy để hiểu rõ hơn thì chúng ta xử lý hỏi 2. Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau: số học sinh của 3 lớp 7A, 7B và 7C
tỷ lệ với các số 8, 9 và 10. Ở đây đúng không? Theo cách nói như này. Vậy thì mình đã biết số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C là gì chưa? Mình chưa biết đúng không? Thì mình gọi giúp cô. Gọi số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là X, Y và Z. Đơn vị của mình sẽ phải là học sinh đúng không? X học sinh, Y học sinh và Z học sinh. Và điều kiện của X, Y, Z mình đặt ra thì mình sẽ phải có điều kiện của nó. Đó là lớn hơn 0. Số học sinh thì phải lớn hơn 0 mà. Và X, Y, Z của mình sẽ phải thuộc Z. Có nghĩa là nó là các số nguyên đúng không? Đề bài cho số học sinh của lớp 3 lớp 7A, 7B và 7C lần lượt tỷ lệ với 8, 9 và 10. Thì theo bài ra ta có được cái gì? Đây, theo bài ra hoặc là theo giả thiết ta có X chia Y chia Z sẽ phải bằng 8 chia 9 chia 10 đúng không? Hay là dùng dãy tỉ số bằng nhau thì ta sẽ có là X thì sẽ phải trên 8 ở đây đúng không? Tỷ lệ với 8 mà. Y thì phải trên 9 và Z thì phải trên 10. Và các tỉ số này bằng nhau đúng không? Đấy. Vậy thì ta dùng dãy tỉ số bằng nhau ở đây để biểu hiện cho câu nói số học sinh của 3 lớp 7A, 7B và 7C tỷ lệ với các số 8, 9 và 10 đúng không? Đây, 8, 9, 10. X là số học sinh của lớp 7A, Y là số học sinh của lớp 7B và Z là số học sinh của lớp 7C. Được chưa? Đấy, rất là dễ dàng đúng không? Vậy chúng ta giải quyết xong hỏi 2. Và cũng chính là chúng ta đã đi giải quyết xong phần lý thuyết của bài 8, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần bài tập. Đến với bài tập đầu tiên, bài 54. Tìm hai số X và Y, biết X trên 3 bằng Y trên 5 và X cộng Y bằng 16. Vậy đối với bài này chúng ta thấy là dùng ngay được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta sẽ làm được đúng không? Đấy, ta có yêu cầu đề bài là X phần 3 bằng Y phần 5. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau cho tỷ lệ thức này ta được. Ta được như thế nào các em? Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có X phần 3 cũng sẽ bằng Y phần 5. Người ta cho tổng ở đây thì ta sẽ lấy tử cộng tử trên mẫu cộng mẫu đúng không? Sẽ có là X phần 3 bằng Y phần 5 và bằng X cộng Y trên cho 3 cộng 5. Trên này là cộng thì dưới này cũng phải là cộng với nhau. Nhớ chưa? Mà X cộng Y thì bằng 16 thay vào đúng không? 3 cộng 5 lại bằng 8. Ở đây là ghi chú vào thêm đây là đề bài cho X cộng Y bằng 16. 16 phần 8 có nghĩa là 16 chia 8 đúng nào? 16 chia 8 thì bằng ngay được là 2 đúng không? Đấy, thấy dãy tỉ số bằng nhau như này, X trên 3 bằng Y trên 5 và bằng 2. Từ đây ta suy ra ngay X trên 3 bằng 2 và Y trên 5 cũng bằng 2 đúng không? Nhớ của mình ở đây là dấu và. Suy ra đồng thời X trên 3 bằng 2 và Y trên 5 bằng 2. Từ đây suy ra X bằng bao nhiêu và Y bằng bao nhiêu thì có dễ không? X trên 3 bằng 2 thì X sẽ bằng 3 nhân 2, nhân chéo lên thôi đúng không? Và bằng 6. Tương tự Y trên 5 bằng 2 thì Y sẽ bằng 5 nhân 2, nhân chéo lên đây bằng 10 đúng không? Quá dễ dàng mà. Hay ta có thể nói 2 thì chính là bằng 2 phần 1 đúng không? Nhân chéo đúng không này? X nhân 1 bằng 3 nhân 2. Thì X nhân 1 thì cũng chính là bằng X đúng không? Vậy ta biết ngay ở đây nhân chéo được kết quả là như này. Kết luận giúp cô. Vậy X bằng 6 và Y bằng 10. Đấy, vậy chúng ta đã giải quyết xong bài 54. Quá đơn giản đúng không nào?
Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài 55. Tìm hai số x và y, biết x chia cho 2 thì bằng y chia cho -5 và x trừ y thì bằng -7. Vậy bài này thì có tương tự bài 54 không? Tương tự đúng không? Người ta cũng cho tỷ lệ thức và ở bài 54 thì cho tổng, còn bài 55 thì người ta cho là hiệu đúng không? Từ x chia cho 2 thì bằng y chia cho 5, chia cho -5 đúng không? Ta có thể viết là x phần 2 bằng y phần -5 đúng không? Viết tỷ lệ thức theo cách này hay cách này đều được. Nhưng để áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì chúng ta sẽ chuyển về viết dưới dạng phân số này đúng không? Ở đây chúng ta lại áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau đúng không nào? Tương tự thôi. Ghi giúp cô là áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ta được hay là ta có x phần 2 bằng y phần -5 đúng không? Và bằng tiếp cái gì? Ở đây người ta cho x trừ y thì ta lấy x trừ y thôi. Trên này là x trừ y thì dưới này cũng phải là lấy 2. Mà trừ đi trừ 5 hay là 2 trừ đi -5 đúng không? Tử trừ tử thì dưới này mẫu phải trừ cho mẫu đúng không? Đấy, đấy nó mới thỏa mãn tính chất của dãy tỉ số bằng nhau mà chúng ta đã học ở phần lý thuyết đúng không nào? Bây giờ thay vào x trừ y thì bằng -7, 2 trừ -5, trừ với trừ chính là cộng thì nó chính là bằng 2 cộng 5 và bằng 7. -7 phần 7 thì bằng -1 đúng không nào? Đấy, từ đây suy ra ngay x phần 2 bằng -1 và y phần -5 bằng -1. Từ đây ta tìm ra được x và y thôi. X thì bằng 2 nhân với -1 đúng không nào? Nhân chéo lên, nhớ phải có dấu ngoặc cho cô. Giờ số âm, nhớ chưa? 2 nhân -1 thì bằng -2. Y thì bằng -5. Đây, nhân lên. -5 nhân -1. Đấy. Âm nhân âm là dương, được kết quả là 5. Vậy x bằng -2 và y bằng 5. Kết luận giúp cô. Đấy, lại giải quyết xong bài 55 đúng không? Không quá khó, chỉ có bị là cách biểu diễn người ta đưa đề bài của bài 55 khác bài 54 thôi. Mà viết theo cách nào thì nó cũng đều là tỷ lệ thức. Và là tỷ lệ thức thì ta lại áp dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau đúng không? Ok nhá, xong bài 55. Ok, vậy thì bây giờ mình chuyển đến với bài 56. Tìm diện tích của một hình chữ nhật, biết rằng tỷ số giữa hai cạnh của nó bằng 2/5 và chu vi bằng 28m. Vậy thì bây giờ muốn tính được diện tích của hình chữ nhật thì ta phải biết được cái gì? À, ta phải biết được chiều dài và chiều rộng đúng không? Chính là độ dài hai cạnh của hình chữ nhật. Vậy thì người ta chỉ mới cho tỷ số giữa hai cạnh là 2/5 và chu vi bằng 28. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn tính được chiều dài và chiều rộng thì chúng ta phải làm như nào? Chúng ta biết nó chưa? Chưa biết đúng không? Chưa biết thì chúng ta sẽ phải đi gọi. Bước đầu tiên là gọi giúp cô. Cái gì chưa biết thì gọi nó. Chúng ta gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là x và y đúng không? X và y hay là a và b đều được đúng không? Nó là đại diện ở trong bảng chữ cái, mình lấy cái gì cũng được. Quan trọng là ở đây x và y người ta hay sử dụng thì mình gọi x và y thôi. Còn mình thích gọi cái gì cũng được đúng không? Và điều đặc biệt các em rất hay quên ở đây là khi gọi đại lượng này thì không đặt điều kiện cho nó. Cái đấy là cái thiếu sót nhá. Khi gọi chiều dài là x và chiều rộng là y thì mình sẽ phải đặt điều kiện của nó.
là x và y của mình sẽ phải lớn hơn không? Bởi vì sao? Bởi vì chiều dài và chiều rộng có nghĩa là độ dài thì không thể âm được, đúng không? Đấy, vậy x và y đều phải lớn hơn không? Theo bài ra ta có được cái gì? Theo bài ra ta có tỷ số giữa hai cạnh của nó là bằng 2/5. Vậy thì chiều dài hay chiều rộng, cái nào là dài hơn? Tất nhiên là chiều dài dài hơn rồi. Cho nên khi đó ta sẽ có là y là chiều rộng đúng không? Y trên x của mình sẽ bằng 2/5. Đúng không? Đấy. Và chu vi của hình chữ nhật thì bằng 28, có nghĩa là thế nào? Chu vi của hình chữ nhật thì chính là bằng tổng độ dài hai cạnh nhân với 2 bằng 28, đúng không? Đấy, ta mở ngoặc đằng sau đây, chu vi của hình chữ nhật. Đây, đúng không? Đây là 1, đây là 2. Từ 2 ta suy ra cái gì? Ta suy ra x cộng y thì sẽ bằng 28, chia 2 thì bằng 14, đúng không? Từ 1 suy ra ngay là x trên 5 thì bằng y trên 2, đúng không? Từ 1 tỷ lệ thức ta có thể suy ra được 3 tỷ lệ thức, đúng không? Và chúng ta đưa tỷ lệ thức này để làm gì? Để áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau cho tỷ lệ thức này, để ta đi tính x và y, đúng không? Nó lại quay trở về cái bài 54 này. Đây, đúng không? Chưa? Tổng này, tỷ số này, hay là tỷ lệ thức này. Đấy, áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có x trên 5 bằng y trên 2 và bằng x cộng y trên cho 5 thì phải cộng với 2, đúng không? Trên này cộng thì dưới này cũng phải cộng. Mà x cộng y của mình bằng 14 ở đây, và 5 cộng 2 thì bằng 7. 14 phần 7 chính là bằng 14 chia 7 và bằng 2. Từ đây suy ra ngay là x phần 5 thì bằng 2 và y phần 2 thì cũng bằng 2. Suy ra x của mình thì bằng bao nhiêu? Bằng 5 nhân 2 và bằng 10. Y thì bằng 2 nhân 2 đây đúng không? Thì bằng 4. Vậy tìm được chiều dài là 10 và chiều rộng là 4, đều thỏa mãn là x và y đều lớn hơn không, đúng không? Đấy, thỏa mãn. Có được chiều dài và chiều rộng rồi thì có tính được diện tích không? Có đúng không? Mà nhớ giúp cô, ở đây là đề bài cho chu vi là mét, cho nên là cái đơn vị đo độ dài của chiều dài và chiều rộng cũng là mét nha. Chúng ta ghi chú thêm đây, mét giúp cô. Thì từ đây suy ra ngay diện tích của hình chữ nhật là lấy chiều dài nhân chiều rộng, đúng không? Diện tích mà, đúng không? Diện tích của hình chữ nhật thì bằng dài nhân rộng, chính là bằng 10 nhân 4 bằng 40. Đơn vị của nó là gì các em? À, là mét vuông. Nhớ giúp cô nhá, đơn vị là mét vuông. Vì sao? Bởi vì đơn vị của chiều dài và chiều rộng lần lượt là mét, thì diện tích đơn vị phải là mét vuông, đúng chưa? Kết luận giúp cô. Vậy diện tích của hình chữ nhật là bao nhiêu? Là 40 mét vuông, đúng không? Vừa tính xong ở đây này. Vậy là chúng ta đã xong bài bao nhiêu? Bài 56 rồi, đúng không? Quá đơn giản. Ok, bây giờ mình chuyển sang bài 57. Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng và Dũng tỷ lệ với các số 2, 4 và 5. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi. Thì bài này có dễ không? Bài này cũng là một bài toán, có thể áp dụng được tính chất của dãy tỷ số bằng nhau, đúng không? Vậy người ta cho số viên bi của ba bạn lần lượt tỷ lệ với các số 2, 4 và 5. Người ta cho tổng số viên bi ở đây, đúng không? Thì bây giờ mình chưa biết số viên bi của ba bạn là bao nhiêu,
thì mình cũng sẽ phải đi làm gì? Đi gọi nó đúng không? Nhớ nhá, cái gì chưa biết thì mình đi gọi. Cô gọi số viên bi của ba bạn Minh, Hùng và Dũng. Nhớ là phải theo thứ tự nhá, để giúp cô là lát nữa tỷ lệ của mình sẽ phải làm đúng đúng không? Minh, Hùng và Dũng lần lượt là X, Y và Z đúng không? Đơn vị của nó sẽ là số viên bi đúng không? X, Y và Z. X viên bi, Y viên bi và Z viên bi. Và tiếp theo chúng ta cũng sẽ phải làm gì? Đi đặt điều kiện cho X và Y và Z đúng không? Số viên bi thì chắc chắn nó sẽ phải lớn hơn 0. Và điều đặc biệt, số viên bi của mình sẽ phải như nào? Sẽ phải là số nguyên đúng không? X, Y và Z sẽ phải thuộc Z. Đây, không thể có 1,5 viên bi được đúng không? Làm gì có chuyện mà có 1 viên bi và có nửa viên bi đúng không? Số viên bi của chúng ta sẽ phải nguyên, nhớ chưa? Đấy, vậy bài này có hai điều kiện. Nó khác với bài 56. Bài 56 là độ dài của một cạnh, cho nên là nó có thể không phải là số nguyên được đúng không? Đấy, còn ở đây số viên bi hay là số cây hay là số học sinh thì tất cả đều phải là số nguyên. Và lớn 0 thì nó chính là số nguyên dương, đúng không? Đấy, bây giờ mình tiếp tục làm này. Đề bài cho số viên bi của ba bạn tỷ lệ với các số 2, 4 và 5. Thì ta có này. Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng và Dũng tỷ lệ với các số 2, 4 và 5. Nên ta có, hay là có nghĩa là X trên cho 2. X chỉ phải đi với 2 đúng không? X là của bạn Minh mà. Và Y là của Hùng, Z là của Dũng. Đây, Minh thì đi với số 2, tỷ lệ với số 2. Bằng Y thì sẽ phải trên cho 4 và Z thì sẽ phải trên cho 5, đúng không? Vậy ta có được dãy tỷ số bằng nhau này. Ta áp dụng được tính chất của dãy tỷ số bằng nhau đúng không? Và trước khi áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau thì ta đọc tiếp này. Đề bài cho là ba bạn có tất cả 44 viên bi, có nghĩa là như thế nào? Ba bạn có tất cả 44 viên bi thì tổng số bi của ba bạn là tổng của X cộng Y cộng Z sẽ phải bằng 44 đúng không? Đấy, vậy cho dãy tỷ số bằng nhau này, cho tổng của X, Y, Z thì ta áp dụng được tính chất của dãy tỷ số bằng nhau của cái dãy này để ta làm đúng không? Đấy, theo tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có X phần 2 bằng Y phần 4 bằng Z phần 5 và bằng X cộng Y cộng Z. Nhớ là ở đây đề bài cho X cộng Y cộng Z thì mình sẽ đưa ra trên này là X cộng Y cộng Z. Thì dưới này cũng sẽ phải lấy 2 cộng 4 cộng 5 đúng không? Đấy, X cộng Y cộng Z thì bằng 44, 2 cộng 4 thì bằng 6, 6 cộng 5 thì bằng 11. 44 phần 11 có nghĩa là 44 chia 11 và chính là bằng 4 đúng không? Đấy, đến đây rồi thì có tính được X, Y, Z không? Có chứ, rất là dễ. X trên 2 sẽ bằng 4, Y trên 4 sẽ bằng 4 luôn và Z trên 5 cũng bằng 4. Từ đây suy ra X bằng 2 x 4 này, nhân chéo lên bằng 8. Y bằng 4 x 4 và bằng 16. Z thì bằng 5 x 4 và bằng 20 đúng không? Đấy, viết lại số 16 cho nó rõ ràng này. Đấy, tính được X, Y, Z thì chính là tính được số bi của ba bạn Minh, Hùng và Dũng đúng không? Vậy mình kết luận giúp cô. Vậy số bi của ba bạn Minh, nhớ là vẫn phải theo thứ tự nha. Kết luận sai thứ tự là mình kết luận sai đúng không? Minh, Hùng và Dũng
lần lượt là bao nhiêu? Minh là x đúng không? Thì số bi của Minh là 8. Số bi của Hùng, Hùng là y ở đây là 16. Và cuối cùng là số bi của Dũng là 20. Viên bi. Đấy, đảm bảo là 8, 16, 20 này đều là các số nguyên dương đúng không? Đấy. Vậy thì áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, chúng ta thực hiện được rất là nhiều bài tập đúng không? Dạng như này. Ok, xong bài 57. Ok, bây giờ chúng ta chuyển sang bài 58. Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B là 0,8. Và lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 20 cây. Tính số cây của mỗi lớp đã trồng. Ở bài 58 này chúng ta cũng biết tỉ số này. Và biết số cây của lớp 7B trồng nhiều hơn số cây của lớp 7A là 20 cây. Người ta yêu cầu tính số cây của mỗi lớp. Vậy thì lớp 7A đã biết chưa? Lớp 7B đã biết số cây chưa? Chưa đúng không? Vẫn câu quen thuộc của cô là cái gì chưa biết thì chúng ta đi gọi đúng không? Gọi giúp cô đầu tiên này. Gọi số cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B lần lượt là x và y. Đơn vị của mình là cây đúng không? X cây và y cây. Nhớ là phải có điều kiện của x và y. Số cây thì chắc chắn là lớn hơn 0. Và tất nhiên là nó cũng sẽ phải là số nguyên đúng không? Như cô đã giải thích lúc nãy. Ok. Đề bài cho tiếp này. Tỉ số giữa số cây của lớp 7A và lớp 7B là 0,8. Nghĩa là thế nào? Lớp 7A thì trồng được x cây, lớp 7B thì trồng được y cây. Tỉ số là 0,8, nghĩa là x chia y của mình sẽ bằng 0,8 đúng không? 0,8 của mình chính là bằng 8/10, chuyển về dạng phân số thập phân. Đây, có một chữ số ở sau dấu phẩy hay là một chữ số ở hàng thập phân. 0,8 thì là bằng 8/10. 8/10 chưa phải là phân số tối giản, ta rút gọn. 8 và 10 đều cùng chia hết cho 2. 8 chia 2 được 4, 10 chia 2 được 5. 4/5 đã là phân số tối giản. Thì x chia y bằng 4/5. Hay là x phần y bằng 4/5. Từ đây ta suy ra ngay là x trên 4 bằng y trên 5. Đúng không? Dưới dạng quen thuộc. X trên 4, y trên 5. Đây. Làm đưa về dạng này để làm gì? Để lát nữa áp dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Đúng không? Đấy. Ngoài ra đề bài còn cho biết là lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 20 cây. Lớp 7B này trồng nhiều hơn lớp 7A là 20 cây. Nên số cây của lớp 7B là y. Nhiều hơn thì có nghĩa là y mà trừ đi x. Số cây của lớp 7B là y và số cây của lớp 7A là x mà. Y trừ đi x chính là bằng 20, đúng không? Đấy, có được hiệu này. Vậy thì chúng ta sẽ phải đưa ra nghiên cứu đề bài và đưa ra được dãy tỉ số bằng nhau dưới dạng như này. X trên 4 bằng y trên 5, được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta cũng theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ta có đây x trên 4 bằng y trên 5 đúng không? Bằng bao nhiêu? Ở đây người ta xuất hiện là y trừ x thì ở đây chúng ta cũng sẽ lấy y mà trừ cho x thôi. Đấy, y trừ x thì phải trên cho 4 trừ 5 à? Đúng không? Không đúng. Lấy bên này trước, lấy y trừ x thì chúng ta sẽ phải lấy 5 trừ cho 4. Đây, đúng, lấy theo thứ tự nha. Y trừ cho x, lấy bên này trừ cho bên này thì dưới mẫu cũng sẽ phải lấy bên này mà trừ cho bên này đúng không? Đấy, y trừ x của mình thì bằng 20. Theo đề bài, 5 trừ 4 thì bằng 1. 20 phần 1 chính là bằng 20. Từ đây có tính được x và y không?
Có. Từ tất cả các bài từ 54 đến 57 làm quá quen rồi. 58 làm tương tự thôi. X phần 4 thì bằng 20 và Y phần 5 cũng sẽ bằng 20. Từ đây suy ra được X thì bằng 4 nhân 20 thì bằng 80. Y thì bằng 5 nhân 20 và bằng 100 đúng không? Thỏa mãn là các số nguyên dương chưa? Thỏa mãn rồi. Thì mình kết luận giúp cô. Vậy lớp 7A trồng được 80 cây đúng không? Lớp 7B trồng được bao nhiêu? Trồng được 100 cây đúng không? Đấy. Nhớ giúp cô là sẽ phải có kết luận này ở bài này. Vì đây là bài cuối cùng mà, cô nhắc nhở lại này. Đầu tiên, cái gì chưa biết thì chúng ta gọi đối với bài toán có lời giải nhá. Chưa biết thì gọi. Mà gọi rồi thì chúng ta sẽ phải đặt điều kiện cho nó. Gọi xong rồi, đặt điều kiện xong rồi. Nhớ cái điều kiện này là các em hay quên nhá. Nhớ giúp cô. Gọi cái gì thì sẽ phải đặt điều kiện giúp nó. Đây, đặt điều kiện xong rồi thì sẽ phải quay về đọc đề bài. Đề bài cho dữ kiện gì thì theo đề bài ra ta có được cái gì. Và từ những cái có ta biến đổi về những cái cần. Để ta áp dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau mà, đúng không? Đấy, những cái có này. Đây, biến đổi với những cái cần. Đây. Và sau khi biến đổi xong rồi thì chúng ta áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Nhớ là đề bài cho y trừ x thì ta sẽ phải áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ở đây là lấy y trừ x đúng không? Để thay vào được, đúng chưa? Thay vào được rồi thì chúng ta sẽ giải ra x và y được kết quả là bao nhiêu? Giải ra xong được x và y rồi thì đối chiếu với điều kiện, đối chiếu với anh điều kiện trên này và đối chiếu xong rồi, thỏa mãn rồi thì bước cuối cùng của mình là bước kết luận. Nhớ nhá, tất cả các bước không được thiếu bước nào cả, nhớ chưa? Đấy, làm bài thì sẽ phải có mở, có thân, có kết giống như văn đúng không? Đấy, mở bài là mình đi gọi này, thân bài là mình trình bày giải này, và cuối cùng là mình kết luận, nhớ chưa? Đấy, xong. Xong bài 58 cũng chính là xong cái phần bài tập của bài 8, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Đấy. Nếu em nào còn thắc mắc phần nào thì vui lòng để lại comment giúp cô. Còn nếu có không có thắc mắc thì hy vọng là chúng ta sẽ làm được càng nhiều bài tập hơn và hiểu được nhiều bài tập về phần này hơn. Ok chưa? Đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video sau. Xin chào.